Thưa quý vị, trong khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển Đông nước ta sẽ mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ngay vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 108 đến 113 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến cho biển động mạnh. Trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến cho biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến cho biển động. Ngoài ra, ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết đất liền, trong đêm nay và ngày mai, với xu hướng nâng trục chậm của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Trung Trung Bộ là các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống cho tới Quảng Ngãi, vẫn còn có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Ở Hà Tĩnh, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi và Kon Tum lên mức từ báo động 1 đến mức báo động 2. Các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Gia Lai từ mức báo động 1 đến trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính ở Bình Định dưới mức báo động 1. Với khu vực từ Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, vì thế trong đêm nay và ngày mai cũng tiếp tục có mưa dông trên diện rộng với lượng mưa trung bình phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.